Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sa Hàn và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Trong các chương trình hay lễ trao giải quy tụ nhiều nghệ sĩ, các đoạn fan cam ghi lại phản ứng của idol khi thưởng thức phần trình diễn luôn là chủ đề nóng hổi được cư dân mạng đem ra mổ xẻ và bàn luận. Và nếu idol hưởng ứng nhiệt liệt thì họ sẽ được cư dân mạng khen ngợi hết lời và ngược lại chẳng may bị bắt gặp những khoảnh khắc mà thờ ơ hoặc là hời hợt, thậm chí là khó chịu thì những idol đó sẽ trở thành trung tâm chỉ trích của dư luận. Thứ nhất, Jimin của BTS reaction Sogun của GFan. Một bức ảnh GIF ghi lại biểu cảm của Jimin khi xem Sogun biểu diễn Gashina tại GDA 2019 đã gây tranh cãi trong cộng đồng fan K-pop và nhiều fan của GFan cho rằng Jimin đang thể hiện thái độ coi thường đồng nghiệp nữ với hành động cười nhếch mép khó hiểu. Tuy nhiên, ngay sau đó các fan của BTS đã tìm thêm những fan cam khác và đưa ra bằng chứng khẳng định đó chỉ là khoảnh khắc Jimin quay sang phía màn hình lớn bên phải để xem rõ hơn chứ không hề tỏ thái độ như một số cư dân mạng đặt điều. Thứ hai, Jungkook của BTS reaction Red Velvet. Tại một lễ trao giải, Jungkook từng bị chỉ trích khi không hưởng ứng phần trình diễn của Red Velvet, trong khi fan cam ghi lại anh không hề ngước lên xem lấy một lần mà chỉ chăm chú đọc gì đó ở phía dưới. Chẳng ai rõ điều gì đã làm em út của BTS mải mê đến như vậy, nhưng thái độ thờ ơ của Jungkook đã gây tranh cãi không ít trên các diễn đàn. Thứ ba, Suga của BTS reaction Jennie của Blackpink. Khi xem sân khấu solo của Jennie tại GDA 2019, thì ngoại trừ 3 thành viên Blackpink cổ vũ cực sung, tài đồ khác hầu như đều có biểu cảm khá tẻ nhạt. Tuy nhiên thì biểu cảm của Suga là đáng chú ý nhất. Trong suốt phần trình diễn dài gần 4 phút của Jennie, anh chàng chỉ ngồi yên một tư thế, chống cằm hướng mắt về phía xa xăm vô định. Tâm trạng chán đời của Suga khiến các fan được dịp cười bò, thậm chí có người còn gọi anh là thánh ngủ gật. Thứ tư, Poppy và BI của Icon reaction BTS. Khi xem đoạn clip quảng cáo của BTS trên màn hình lớn tại GDA 2019 thì biểu cảm lắc đầu bĩu môi của Poppy và BI tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng hai thành viên của Icon đang có thái độ dè bỉu tiền bối. Tuy nhiên cũng không ít bình luận cho rằng có thể là họ đang bàn luận về chủ đề nào đó không liên quan đến BTS. Thứ năm, Minyeon của GIDLE reaction Blackpink. Tại GDA 2019 thì nhiều fan còn để ý tới tâm trạng buồn bã của Minyeon khi xem Blackpink biểu diễn. Cô nàng chỉ ngồi yên một chỗ nhìn xuống phía dưới, không hề mỉm cười hưởng ứng đồng nghiệp. Trước đây thì Minyeon từng nằm trong đội hình trước khi debut của Blackpink, nhưng cô đã rời công ty vì lý do cá nhân. Chứng kiến vẻ mặt như thất tình của Minyeon, các fan cho rằng có thể cô đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp hoặc tiếc nuối vì đã không thể ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhà YG. Thứ 6, Jimin của BTS reaction Hwasa của Mamamoo. Khi Hwasa trình diễn ca khúc sôi động tại GDA thì tất cả các idol đều không thể ngồi yên, ai cũng vỗ tay nhiệt tình. Tuy nhiên phản ứng của Jimin được fan để ý nhiều nhất. Anh chàng như bị Hwasa mê hoặc, thưởng thức rất chăm chú, liên tục cười mỉm vỗ tay. Trước đây thì Jimin rất ít khi thể hiện nhiều như vậy khi xem các sân khấu của các idol nữ. Nhiều fan còn cho rằng biểu cảm này chính là bằng chứng cho thấy Jimin rất yêu thích Hwasa. Thậm chí thì cô nàng rất có thể là mẫu bạn gái trong mơ của Jimin. Bạn có nhận xét như thế nào về những phản ứng trên đây của các idol? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.